Trưởng phòng chính là chủ của tòa nhà mà gia đình tôi đang thuê thôi. Hả? Ờ, nhưng sao cô lại biết được chuyện đó? À, tại vì tôi vô tình nghe được chú Sang Thê nói chuyện điện thoại với anh đó. À, vậy hả? Ờ, nhưng chuyện đó thì sao? Ừ, lúc đầu khi trưởng phòng Du mua tòa nhà đó thì anh có bắt chúng tôi phải dọn đi chỗ khác mà. Nhưng khi đến văn phòng bất động sản thì họ nói hợp đồng đã gia hạn và còn được giảm một nửa giá thuê hàng tháng nữa, cho nên tôi cảm thấy rất kỳ lạ. Tôi có thể hỏi anh lý do tại sao như vậy không? À, chuyện đó thật ra dì của tôi vốn có ý định mở thêm một tiệm chuyên về thêu thùa. Suýt nữa là tôi không thể gia hạn hợp đồng cho cô. Nhưng dạo này dì kinh doanh tiệm cá sống cũng như tiệm quần áo nên cũng vất vả lắm. Mà còn nữa, gần đây tôi mới biết gia đình cô Han Du Chơn đang thuê chỗ đó để kinh doanh. Chúng ta là người quen của nhau mà, có cần phải lấy tiền thuê hàng tháng nhiều tới vậy không? Nên tôi mới giảm giá cho. Dạ. À, cảm ơn trưởng phòng Du bởi vì đã giảm giá thuê nhà hàng tháng cho chúng tôi nha. À, không có gì đâu.